Mà tác phẩm này chưa biết được, bởi vì tác phẩm này chủ nhân đã nói tác phẩm này là giá là 120 triệu, mà chỉ ra lộc thôi, không bớt một đồng nào. Cái này là giao dịch chưa anh em nhỉ? Cái này rất là nhiều. Hôm qua là chủ cây này là đi công đảo là tắt điện thoại cả ngày, không liên lạc được. Một cái tác phẩm mà điện thoại cháy máy đấy. Đêm hôm qua bắt đầu bay về là gọi cháy máy luôn. Một cái tâm điểm của anh em. Cây này cũng chưa phải là tâm điểm, có rất nhiều, còn nhiều cây giá trị, giá cao đâu, mà em thì em rất thích cây này. Cây dáng là đẹp, xinh quê. Nó là xinh quê à? Ồ, xinh quê mà cái chất liệu dằm dày rụt rịt đấy nhỉ? Cơ địa là cần đẹp đấy chứ nhỉ? Nói chung con này đẹp toàn diện rồi, từ thân pháp cho đến dằm lá này. Chứ là một cây xinh quê này quý quá nhỉ? Chuẩn chỉ luôn đấy, cây này chuẩn chỉ. Đấy, nhiều khi những cây xinh quê là quý lắm. Những cái chất liệu đẹp. Đấy, nó lùi, nó lùi cục u biếu ghê nhỉ? Đây, này, này. Bắt đầu nó đùn này nó ra, cả táng. Mặt chính bên này trồng sướng lắm. Nói chung là những cây mà tầm nhỏ mà như thế này hiếm. Ôi sự đúng là nhìn trồng nó đô sộ nhỉ. Nó bài bản. Bonsai quốc tế. Nó cũng cả thứ chuẩn nét căng. Không có cảm với cái gì mà mình thấy nó để mà khiếm khuyết cả. Mà nó cũng mềm dẻo chứ nhỉ. Uốn lượn rất khéo. Cái này cây của anh Sáng đây, có số đuôi 877. Mấy hai anh em ra đây gái cho nó đông đông vui vui tí, có người tí, cứ mỗi hai anh em. Mời chú Hương ra đây. Ra đây cùng ngắm cây, để lên ngắm để chia sẻ với anh em yêu cây trên cả nước cho nó vui. Đây gặp những cái tác phẩm đẹp thì anh em có thể cùng nhau vào chia sẻ đây này. Mà đây là một trong những cây si mà nhiều anh em cũng tâm đắc, phải đánh giá là khá cao. Ấy, úi rồi em Bình em mới tả cũng hay đi, phải nói là hai cây nó siêu siêu, nó phiêu phiêu nhỉ. Bình sinh nhỉ? À xứng, xứng bác sĩ. Cái này quay buổi sáng thì đẹp, buổi chiều thì nó hơi bị ngược nắng nhỉ. Cái này là nó quay ngược nắng. Nó quay sang mặt bên này, mặt bên này mặt tím. Lộ đẹp lắm. Đúng hai cây nó siêu siêu, nó điệu nhỉ. Có tên nó là gì đấy? Cái này thì là chỉ không đặt tên à, chỉ đặt tên là si à. Cái này là chủ nhân là muốn mỗi một coi là khách hàng đến là tự mình đặt tên hả? Tự đặt tên hấp dẫn. Bên này cũng gọn gàng đẹp, mềm dẻo, có cái bệ thì trải đẹp ghê đấy. Tác phẩm siêu nhỏ, mọi tầm nhỏ sẵn cứ thế nó vừa vặn thôi. Con lên xe máy là bê đi được rồi. Rồi giờ chơi những cái nhỏ nhỏ nó tiện lợi đúng không? Đi chơi thì cũng dễ. Đi chơi giao lưu. Ở đây cái này của anh nào đây? Dằm đẹp thế nhỉ? Anh nhà vườn Mạnh Cường Phúc Thọ. Nhà vườn Mạnh Cường à? Khả năng hay cái này vào hồi lấy của em Tùng nhỉ? Tùng. Đúng rồi. Nếu mắt bên này đây đúng rồi. Mặt bên này thì mới nhận ra là cây của em Tùng này, nó có cái này, cái tay quai sợi ấm này. Đấy, ăn tiền ở cái chỗ này này. Điểm dị. Nhưng phải nói là cây này làm bộ dằm đẹp quá thật. Tùng làm dằm phải nói là phê. Nguyễn tan chảy nhỉ. Đấy, cái này nhỏ nhỏ xinh xinh, già phết. Mặt bên này nó như con cái vỏ trái trái út vào, đẹp. Bên này nó như cái con gì nhỉ? Như con lạc đà quay đầu. Con lạc đà này chạy. Rất đẹp. Sắp tẩy được suối đang lên ngôi nên là cũng được săn lùng nhiều đấy. Cây gỗ chắc.
chắc cụ muôn xưa. Cái này chắc là cũng ít gặp được tác phẩm gỗ chắc này. Ừ. Cái này của anh nào này có cái chân bệ phía dưới đẹp. Cái này nhập gần đến Hoài Đức, Ngọc Quyền. À, Bắc Ngọc Quyền đấy à? Vâng. Ờ, mới vừa vườn năm ngoái. Năm ngoái mở vườn triển lãm cũng mời anh xuống làm chương trình. Bác nhà vườn Ngọc Quyền. Ấy à, con này có cái cơ địa tuyệt vời đấy. Con này là cái cơ địa tốt đấy, con này nạc thần đang lu biếu ôm ầm. Con này giờ có nhiều tiền à không anh em? Chủ nhân có báo giá không? Chắc là đang hang ủ mưu hả? À, nhà vườn Tuấn Viện Đông. Một con này khá là chất lượng đấy. Tác phẩm này nhà vườn tầm đặt tên là Ra Khơi. À, giờ là Ra Khơi, đóng thuyền Ra Khơi rồi. Đấy, có cái thân hoành này, quăng lắc đẹp đấy. Ra Khơi chưa biết bến đến ngày nào cập bến. Hello chị Em Bình. Vâng. Hôm nay em mang mấy sản phẩm lon bộ này đúng không em? Hôm nay em mang 3 tác phẩm đi anh ạ. À. Vâng. Trong đó thì có những tác phẩm mới nào? Cái tác phẩm này lâu chưa? Vâng, tác phẩm này em làm tương đối lâu rồi ạ. À. Vâng. Một tác phẩm cũng là hàng của đế dành. Vâng. Em mời anh tham quan. Cái bộ này của em là trên một cái bể là có kích thước là dài 2m1, rộng 1m2. Đấy, một cái cuộc triển lãm mà trưng bày tất cả cây cảnh nghệ thuật rồi đá cảnh. Vâng. Rồi tiểu cảnh lon bộ đẹp, nó thuộc về hệ thống sinh vật cảnh đấy nhỉ. Vâng. Nhiều người mang cây quá rồi cũng phải có người mang tí đá cho nó sinh động. Không, đẹp đấy. Đẹp. Vâng. Bởi vì những cái này nơi rất sinh động. Vâng. Chất liệu đá của em đẹp đấy nhỉ. Vâng. Nó vân vân. Vâng. Chất liệu đá này thì chủ yếu là em sử dụng đá là toàn những viên đá lớn, đá nguyên khối nên là trông nó đồng bộ. Ừ, cùng màu đẹp. Có cái chân mà cái này vài chục triệu ông ạ. Được cái là non bộ của cháu là được rất thích các ông các bác là tham quan và hỏi giá. Tham quan. Cứ có người hỏi giá là vui rồi. Từ hôm mang lên đây chỉ có ăn với hỏi với trả lời về báo giá. Ở như phải nói cái luật xa gần của em nhìn vào cái chế tác lon bộ ấy. Nó có cái độ xa gần nhìn sâu hút đấy nhỉ. Cái điểm bắt đầu thì tận trên kia. Ừ. Nhưng có những cái điểm anh lại không nhìn thấy dòng suối, tự không biết nó chui từng trong khe đấy, chui ra đúng đấy, không? Nó ẩn mình trong núi xong. Ừ. Nó mới tràn xuống đấy. Tràn xuống thì nó lại đi qua một cái cây cầu nhỏ đấy. Qua những cái cây cầu nhỏ nó tràn ra khe đá chung là nhìn nó để làm sao nó tự nhiên nhất có thể anh ạ. Ừ. Kể ra mình một cái này to nhỉ. Vâng. Em đứng đằng sau cái lon bộ cho mọi người so sánh cái lon bộ to này. À, cái này là có cái viên đá bên này rất đẹp này. Vâng. Nó vảy lên như cái sừng như cái con gì ạ. Con này là sinh động đấy, cái viên đá này sinh động. Cao 1m7 mà so với cái bộ này. Đấy, đứng bé tí đấy. Em Thanh Bình đứng cạnh cái lon bộ cho các bạn thấy to này. Nhưng cái lon bộ này có báo giá không em? Bộ này em vừa hoàn thiện xong. Hiện tại là em chưa báo giá. À. Mời anh được, anh em nào thích cứ trực tiếp liên hệ với em Thanh Bình. Bộ này thì chắc chắn là những bộ lon bộ hiếm gặp, em khẳng định là thế. Những cái viên đá đẹp nhỉ? Hai viên đá này là hai viên đá nguyên khối anh ạ. Ờ. Đấy, em chỉ nhét thêm một tí đây và tí chất bệ thôi. Ừ. Chứ nó là nguyên khối đấy, nó không phải là lại ghép đôi anh ạ. Cái đá kia nó lại có cái viên trắng trắng, nó gọi đá gì nhỉ? À, vâng, nó đá da báo ạ. À, đá da báo à? Ờ, nó có cái hoa văn đẹp đấy. Vâng, đá lúa da báo. Cũng như những cái tấm gỗ mà nó có vân nó cũng đẹp. Vâng. Cái đá này nó có vân. Vâng. Ôi, cái viên đá đẹp quá, hiên ngang quá nhỉ. Vâng. Hiếm có. Tổng thể mình trông nó như một con rồng đang ngẩng đầu lên. Em Thanh Bình là mang lên đây là giao lưu luôn. Anh em nào có nhu cầu thiện chí thì cứ liên hệ với em Bình.
để sở hữu những cái lon bộ tiểu cảnh như thế này quý vị nhé. Lon bộ này thì em là 4 mặt, nên là các bác anh quay đẹp tứ diện. Vâng, anh quay giúp em tất cả 4 mặt luôn để cho mọi người nhìn khẳng định là 4 mặt. Ừ, sâu vậy. Không phải là chỉ là 1 mặt thôi. Rất sâu. Sâu cao lên. Nhìn thấy nước chảy ở dưới chân, nước chảy gọn một chân dưới chân kia. Một góc này nhìn cái viên đá này phiêu nhỉ, viên đá này thực sự quá đẹp, nó to lộ thật. Nói chung là nhìn đá chiều anh ạ. Cái viên kia cũng được. Ngoài vào, đẹp không? Viên đá đẹp. Mình làm mình nói đâu nhỉ, thật sự mất ngủ với viên đá. Ừ, đúng nhiều khi được những cái tác phẩm mà tâm đắc đúng không? Vâng. Làm xong cảm giác có những cái sản phẩm làm xuất thần. Vâng. Đẹp quá thật. Chất liệu nó hiếm có. Rồi các bạn lại sang tham quan một cái tiểu cảnh non bộ tiếp theo rồi. À, mỗi cây lại có một cái cách chế tác khác nhau nhỉ. Vâng. Cái này là tạo những cái đá vỉa nhỉ. Vâng. Tạo thành cái vách đá đúng không? Vâng. Ờ, đúng rồi. Đá thì mình phải dựa vào đấy để mình làm nên cái non bộ nó khác nhau. Ừ, đúng là cái sự phong phú đa dạng. Vâng. Trong núi đá đấy. Vâng. Nghệ thuật đá nó phong phú đa dạng lắm. Con này nhìn vỉa đá đẹp đấy. Vâng. Nhìn cảm giác nó có vẻ nó hùng dũng. Vâng. Vách núi nó cao đúng không? Vâng. Anh nhìn đá nhưng anh không thấy nó nặng nề lắm. Ừ, cảm giác nó rất nhiều cái thần thái. Nhìn nó rất hùng vĩ, cảm giác cái gờ đá rất là cao. Những cái vực thẳm sâu hun hút. Trung bộ em còn mấy bộ triển lãm là những bộ đẹp nhất. À. Và em đứng đằng sau cái lon bộ cho mọi người tham quan cái xem nào. Những cái này có báo giá luôn không em? Có. Cái này thì bao tiền nhỉ? Cái non bộ này của em trên bộ là dài 2m2, rộng 1m2. Cái non bộ mà từ dưới đất lên là bây giờ là 2m3, và từ bể lên bây giờ nó là 1m7. 1m6, 1m7. Ừ. Thì bộ này em giao niêm là 35 triệu. 35 triệu. Đó, một cái giá cho anh em tham khảo luôn. Một cái non bộ rất đẹp như thế này. 35 triệu, đó là cả ship luôn à? Chưa ship ạ. À. Chụp vào xa với gần. À. Là các bác ưng ý thì cứ alo em. Ok em. Sẽ có cụ thể. Ừ. Nếu mà gần thì có thể là ship, nhưng mà xa quá thì cái tiền ship nó lớn thì anh. Vâng. Em phải hỗ trợ tí. Vâng, 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 đúng rồi. Mát mẻ chứ, không nhiều người đến tham quan. Nóng lành lắm đấy, đẹp. Có cái phong lên, kiểu hôm nay không có phong lên thì có cái bầu trời là càng đẹp, nó càng sâu. Có cái bầu trời nó càng sâu hơn. Rồi có gì thì cái này anh em cho trực thăng máy bay nó cầu đi hết, container nó chuyển được hết. Đấy, những cái tiểu cảnh non bộ đẹp đúng là hấp dẫn, thu hút được rất nhiều những khán giả đến tham quan. Ngoài cây cảnh nghệ thuật thì có những cái tiểu cảnh non bộ. Bể về trông thế thôi, nhưng mà nếu mà đặt vào không gian nhà mình thì nó to lắm đấy. Cái bể của nó là dài 3m mà. Không gian ngoài này đất nó rộng đúng không? Cảm giác như vậy. Nếu mà giả sử khách đấy thì nó rộng đặt một cái đôi nó thấp hơn. Đấy, hoặc là nếu mà người ta thích cao thì nó đặt 4 con rùa thôi. Đấy, thẳng 4 con rùa đúng không? Đúng là đi quay gặp những cái tiểu cảnh non bộ hút hồn, không cưỡng được, quay đi quay lại quý vị thấy đẹp quá. Có gì thì các bạn cứ yêu thích cái non bộ nào thì liên hệ với em Thanh Bình, và số điện thoại Bonsai Đình Vượng sẽ đặt ở trên màn hình để quý vị cùng tham khảo quý vị nhé. Tôi Bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.